Hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận phái đoàn của Nga đã đến Belarus để tiến hành đàm phán với Ukraine. Phái đoàn của Nga bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Tổng thống Vladimir Putin cùng với một số cơ quan khác. Bộ Ngoại giao Belarus cũng đã xác nhận phái đoàn Nga đã đến thành phố Gomel, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các bên tham gia đàm phán. Nga cho biết đang chờ đợi các đại diện từ phía Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Nga, nhưng không phải ở Belarus. Ông đã đề nghị Warsawa, Bratislava, Istanbul, Budapest hoặc Baku làm địa điểm thay thế, nhấn mạnh không chấp nhận sự lựa chọn của Nga đàm phán ở Belarus. Cũng trong hôm nay, quân đội Nga đã tiến vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, và giao tranh đang nổ ra trên đường phố. Lãnh đạo vùng Kharkov, ông Oleg Sinegubov, kêu gọi người dân ở yên tại nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn. Thành phố Kharkov có khoảng 1,4 triệu dân và cách biên giới Nga 32 km về phía nam. Các lực lượng Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn quân đội Nga tiến vào thành phố trong 3 ngày qua, nhưng hiện giờ tuyến phòng thủ đã bị phá vỡ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết một trung đoàn tên lửa phòng không ở Kharkov đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng. 471 quân nhân Ukraine đã bị bắt giữ. Ông cũng tuyên bố trong 24 giờ qua, các thành phố Kherson và Berdyansk đã bị lực lượng vũ trang Nga phong tỏa hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ khi mở màn chiến dịch đến nay, Nga đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự của Ukraine. Nga đã phá hủy 975 mục tiêu quân sự của Ukraine, gồm 23 cơ sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 3 cơ sở radar, 31 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1, OSA. Phía Ukraine chưa bình luận gì về những số liệu này.